Hôm nọ mình có nhờ mọi người đặt câu hỏi qua email cho mình, để hôm nay mình vừa quay vlog vừa trả lời các câu hỏi Q&A của các bạn. Vậy nên chúng mình hãy cùng bắt đầu ngày hôm nay nhé. Trưa nay mình ăn bún chả, tự làm mọi người ạ, bún chả handmade. Mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên của mọi người trong ngày nhá. Chị ơi, em đang phân vân giữa đi học đại học và đi học nghề. Hơn nữa em cũng đang phân vân bởi vì em học mech, công việc không ổn định lắm. Thật ra mình nghĩ như này này mọi người ạ, học nghề hay học đại học thì cũng được. Bạn cảm thấy mình có khả năng làm việc gì, có khả năng giỏi ở lĩnh vực nào thì bạn nên tập trung vào cái con đường đó. Không phải cứ học đại học ra là sẽ thành công, và không phải ai học đại học ra cũng sẽ tìm được một công việc phù hợp với mình. Và có nhiều người học đại học ra sau đó họ vẫn quyết định đi học nghề. Thế nên nếu bạn đã định hình được từ sớm rằng là bạn có khả năng trong việc học nghề thì có thể theo đuổi con đường đấy không vấn đề gì cả. Nếu như các bạn chưa có một con đường nào, chưa có một cái định hướng nào cho bản thân thì các bạn nên học đại học. Tại vì khi mà các bạn có một cái bằng đại học nó giống như là một cái tấm vé, một cái plan B, một cái phương án an toàn, một cái con đường an toàn mà chúng mình sau này vẫn có thể sử dụng tới nó. Nhưng mà khi mà các bạn đã biết được bản thân mình muốn gì, làm được điều gì và có khả năng theo đuổi điều gì thì mình cứ theo đuổi cái con đường đấy của mình thôi, không có gì là sai cả. Thì mình thấy nhiều bạn là kiểu không học đại học nhưng mà chuyển sang kinh doanh, bán hàng rồi học make up, kể cả làm nail, những người đấy vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Không phải rằng họ không học gì đâu, họ học rất nhiều trong cái quá trình học nghề đấy của họ. Học nghề cũng là một cái học, cho dù các bạn làm bất cứ một cái điều gì các bạn đều phải học hết. Nếu như bạn đã quyết tâm theo đuổi cái con đường make up thì phải cố gắng chăm chỉ, và phải chăm chỉ hơn người khác rất nhiều. Tại vì thật sự make up không phải là một con đường dễ dàng. Sáng sớm xách một cái cốp rất nặng đi make up, 4-5 giờ sáng để make up cho người khác, kể cả make up cô dâu cũng thế, rất là vất vả luôn. Và thực sự mình rất tôn trọng và rất nể phục những người làm thợ, họ phải vất vả hơn người rất nhiều. Thế nên nếu mà bạn đã xác định rằng học make up thì hãy chấp nhận là vất vả. Chỉ có vất vả mới đem lại cho bạn một cái công việc ổn định trong cái nghề đấy thôi, chứ còn không có tự nhiên công việc nó đến với mình đâu. Mình phải cố gắng, mình phải xây dựng mối quan hệ, mình phải sáng tạo và mình phải làm rất nhiều thứ. Nên là nếu mà bạn đã quyết định chọn make up thì hãy cố lên nhá. Không, đây gọi là bún thịt nướng thì đúng hơn là bún chả. Ok, bước đầu tiên trong morning routine của mình vào mùa hè là phải bôi kem chống nắng nha mọi người. Với cả vừa nãy mọi người nhìn thấy rồi đấy, mình sử dụng kem dưỡng với các serum là vitamin C. Thế nên là nếu mà không có kem chống nắng á thì nó sẽ bắt nắng kinh khủng khiếp. Dù là ở trong nhà nhưng mình vẫn bôi kem chống nắng nha mọi người. Ok, tiếp theo sẽ là bước cushion. Mình sẽ dùng em này của April Skin. April Skin thì đã nổi tiếng khá là lâu rồi. Và trong cái video trang điểm signature look của mình vào năm ngoái thì April Skin cũng được đánh giá là một trong 3 em mà mình yêu thích nhất. Hôm nay mình sẽ dùng phiên bản mới này của April Skin. Em này thì được gọi là Magic Snow Galaxy Cushion. Có thiết kế sang chảnh hơn, có vỏ lấp lánh như thế này này. Mình sẽ apply chút chút một, nhẹ nhàng thôi. Apply nửa mặt một đi, để cho các bạn xem được cái độ hiệu quả của em cushion này tới đâu nhá. Thật sự là từ hồi mình mê cushion cái là mình không có dùng foundation từ rất lâu rồi mọi người ạ. Dùng cushion nó vừa nhanh vừa tiện mà nó lại vừa cấp ẩm tốt, đặc biệt là khi mà mình sang Mỹ này. Cái khí hậu bên này cực kỳ hợp để dùng cushion luôn. Nếu mà mình dùng foundation thì mặt mình nó hơi bị khô quá. Em này thì có bông mút tròn chứ không phải là bông mút giọt nước như các brand vẫn làm thời gian gần đây, rất là truyền thống. Bông mút của em thì cũng tương đối dày và mịn, thế nên là sẽ giữ được rất là nhiều cushion ở trong này. Nên là mình chỉ cần lấy một ít thôi là mình có thể phủ kín nửa mặt rồi. Theo như mình thấy thì độ che phủ của em này khá tốt, chỉ cần một lớp tương đối mỏng thôi. Tại vì mình lấy cũng không nhiều cushion lắm thì em mình che được cả cái vết đỏ do cái mụn bọc của mình ở dưới này, và cả cuống mắt của mình cũng được che phủ khá là tốt đấy mọi người ạ. Đây, mình sẽ cho mọi người xem hai bên mặt của mình để mọi người thấy được cái sự khác nhau giữa hai bên. Bên này mình dùng một lớp cushion tương đối mỏng và nhẹ, rất là ít thôi, dặm đúng một lần mà kiểu chỉ lấy một ít ở phần đầu bông mút thôi là mình đã dặm kín được rồi. Bạn nào mà thích độ che phủ cao hơn thì có thể lấy dày hơn, nhưng mà theo mình thì không cần thiết. Theo mình thì che phủ như thế này là đã đủ đẹp rồi. Dạo này mình bị mất ngủ, xong rồi buổi tối mình hay nghe chuyện mắt biếc ấy mọi người. Xong rồi hôm nọ mình thấy bạn Trúc Anh, cái bạn đóng vai Hà Lan ở trong mắt biếc ấy, mình thích bạn ấy vãi. Xong mình cũng thấy bạn ấy đại diện cho sản phẩm này hay sao ấy. Mọi người nhìn kỹ vào hai cái sự khác biệt giữa hai bên mặt chưa? Rồi mình sẽ phủ đôi bên còn lại nhá. Đây, mình sẽ lấy một chút cushion như thế này thôi, không có lấy nhiều nha mọi người. Độ che phủ rất ổn luôn. Khi mà mình che phủ một lớp mỏng nhẹ nó sẽ ở tầm middle coverage, nhưng mà khi mà các bạn lấy nhiều cushion hơn mình lấy một chút thì nó sẽ full coverage.
chê phục tốt. Em này còn có cả mùi thơm nhẹ nhẹ, khá là mát nữa. Mã giảm giá 60.000 của em này thì mình sẽ để ở dưới description box cho bạn nào cần. Em này đang được giảm giá 10% nữa, nên là nếu mà dùng thêm code của mình các bạn sẽ được giảm khoảng 20%. Rất là lời. Mình thích dùng cushion lắm nên mình hay tìm hiểu cushion của nhiều brand khác nhau. À, em này cũng có chỉ số chống nắng khá cao là SPF 50+ và PA 3+. Dùng rất là thích hợp trong mùa hè, nhưng mà vì là nắng ở bên này rất to, với cả mình nghĩ rằng thời điểm này thì mọi người cũng nên sử dụng kem chống nắng trước khi mà các bạn trang điểm nhá. Thế là mình đã xong lớp nền rồi, và chúng mình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của mọi người nhá. Đây là cái túi make up của mình, sao bên này mới không có tủ đựng đồ make mọi người ạ. Câu hỏi này của một bạn, bạn ấy hỏi rằng là Thỏ ơi, năm nay em 19 tuổi, sau khi học một năm đại học em thấy nó không phù hợp với mình. Nếu bây giờ em thi lại thì sẽ chậm hơn các bạn cùng lớn những 2 năm. Chị nghĩ em nên tiếp tục học đại học hay nghỉ để theo lại từ đầu? Mong người khuyên từ chị. Thật ra mình nghĩ rằng là bất cứ trường đại học nào cũng có cái cơ chế chuyển ngành ấy mọi người. Ở Việt Nam đầu tiên mình thi vào cũng là một ngành khác và mình học một ngành khác. Thế nên là nếu bạn nào học xong mà cảm thấy mình không hợp thì chúng mình hoàn toàn có thể xin trường chuyển ngành. Nếu mà chuyển được trong trường thì càng tốt. Nếu không thì tìm hiểu xem các trường khác họ có cho chuyển không. Thường là năm đầu các bạn học sẽ là học các môn đại cương, thế nên là ở trường nào, ngành nào thì hầu như cũng có những cái môn đại cương đấy. Thế nên trước khi mà các bạn suy nghĩ đến việc chuyển thì có thể suy nghĩ đến việc chuyển ngành trước. Chứ còn nếu bây giờ tự nhiên thi lại thì nó cũng hơi tốn công một chút. Cái quan trọng là như này này, mình đi học đại học rồi mình nhận ra một điều rằng là không phải ai cũng được học cái ngành mình thích. Và khi mà mình đi ra ngoài trường mình làm á, mình cũng làm một cái ngành không liên quan gì đến cái mình học cả. Thế nên là cái chuyện mà mình học cái bằng đấy nó chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Cái bằng đại học nó sẽ là tấm vé đầu tiên để các nhà tuyển dụng người ta nhìn vào và người ta biết rằng là mình có khả năng học đại học giống như bao người khác, giống như bao nhiêu thí sinh khác. Nếu mình không có cái bằng đại học đó thì mình có cái gì đặc biệt nổi trội hơn người ta để cho người ta chú ý không? Đó, khi mà các bạn có cái bằng đại học rồi thì bạn sẽ có cơ hội cạnh tranh bằng với những cái ứng cử viên khác có bằng đại học. Cái việc mà các bạn được tuyển chọn hay không thì đôi khi nó phụ thuộc vào kỹ năng của chúng mình này, kinh nghiệm đi làm thêm, rồi kinh nghiệm học hỏi trong những cái năm chúng mình học đại học này. Có thể là cái ngành bạn học không phải là cái ngành bạn thích. Ví dụ như mình học đại học đâu phải ngành mình thích đâu. Mình học là quản trị kinh doanh quốc tế, nhưng mà sau 4 năm học đại học mình mới biết là mình thích làm truyền thông. Thế nên là trong suốt 4 năm đấy mình cũng đã xin đi làm thêm, xin làm marketing này, xin chạy chỗ này chạy chỗ kia, mình tự làm YouTube, mình tự tìm hiểu mọi thứ về truyền thông online, các thứ. Sau đó thì về sau khi mà mình xin vào làm một công ty truyền thông thì rất là dễ vì mình đã có một cái nền tảng. Thế nên là nó cũng dễ dàng hơn đối với mình. Thực sự vào 4 năm học đại học mình cũng cảm thấy rất là chán. Mình cảm thấy con gái không có nhiều thời gian để phí hoài kiểu học lại 2 năm thanh xuân ấy, xong rồi học lại từ đầu thì nó hơi phí. Nếu được thì nên xem là bạn có thể chuyển được ngành không này. Còn nếu không được thì có thể xem là cái công việc mà mình thích trong tương lai mình có thể làm gì, mình có thể xin việc làm thêm nào có thể hỗ trợ mình về sau trong cái việc xin việc. Nếu mà cảm thấy mình muốn học cái ngành đó quá, một cái ngành khác quá, và mình quyết tâm là mình sẽ làm được và mình sẽ không hối hận về điều đó thì hoàn toàn có thể chuyển, thế thôi. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ rằng là bạn nên suy nghĩ thật kỹ và cân nhắc các cái sự lựa chọn của mình sao cho nó phù hợp nhất, sao cho nó hợp lý nhất. Đừng để phí hoài những cái năm tháng thanh xuân và không sử dụng được và làm bất cứ một cái việc gì cả. Đấy, thì đấy là cái phí hoài mà mình muốn nói tới. Em phấn phục của mình dùng là đây, Clio. Em này là Stay Perfect No Sebum Blur Pack, một em phấn phủ gần như là không có màu. Tiếp đến mình sẽ dùng phần khối. Mình đã từng làm một cái video review về cái brand này rồi. Ngày xưa thì rất nổi với cái phấn mắt quẹt một lần, các bạn có nhớ không? Hai màu ấy. Chị cho em hỏi chị cảm thấy thế nào với quyết định đi du học ở Mỹ? Cảm giác đầu tiên khi đến Mỹ như thế nào? Em cũng ở Mỹ nhưng không ở bang của chị. Em hy vọng được gặp chị và anh Alex. Nói chung là mình chưa bao giờ hối hận với quyết định đi du học của mình ở Mỹ cả. Mình luôn là một đứa ước mơ được đi du học. Ngày xưa mình mong muốn của mình là được đi du học Canada. Tại vì Canada là một đất nước mình cảm thấy khá là đẹp và lãng mạn ấy. Nhưng mà thực sự thì Canada nó quá là lạnh. Khi mà mình được trải qua cái tuyết ở Mỹ này thì mình nhận thấy rằng là cái ước mơ đi du học Canada của mình nó không phù hợp với mình lắm. Tại vì nó quá là lạnh đi và mình sẽ không thể nào mà chịu được ấy. Mình là một đứa chịu lạnh không được tốt lắm. Nhưng mà cũng nhờ vào Alex, nhờ vào gia đình mình, gia đình Alex, thì mình đã có cơ hội được đi du học ở Mỹ. Và mình cảm thấy rằng là quyết định của mình thực sự đúng đắn. Không phải rằng là mình khi mà mình cảm thấy mình đi du học thì mình sẽ hơn người này hơn người kia ở bất cứ cái gì đâu. Nhưng mà khi mà mình được đi du học ạ, mình cảm thấy rằng là bản thân mình nó đã thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực hơn. Và mình trở thành một con người tốt đẹp hơn chính bản thân mình ở những thời điểm trước. Mình rất thích đi du học nhưng thực sự là mình luôn sợ hãi
mình luôn nghĩ rằng mình sẽ không làm được. Và mình luôn lo lắng khi mà phải rời xa vòng tay của bố mẹ. Khi mà mình được trải nghiệm cái cuộc sống của một du học sinh, phải lo lắng mọi thứ cho cuộc sống của mình, thì mình, thứ nhất là mình học được cách tự chăm lo cho bản thân của mình. Mình học được cách có trách nhiệm với cuộc sống của mình, kể cả là việc gọn gàng ngăn nắp hơn nữa. Màu má mà mình dùng là màu B07. Em này của cái gì nhá? Cái gì? Cái brand nội địa Trung Quốc mà hồi đợt vừa rồi mình review với mình quên mất tên rồi. À, Focalu. Highlight mình đang dùng em này của Wet n Wild cũng là một em mà mình rất rất là thích luôn đấy mọi người. Mình dùng nhầm cọ đánh khối rồi. Thật sự luôn đấy, dạo này đầu óc mình cứ để đi đâu ấy mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ dùng bảng này. Đây là một bảng yêu thích của mình từ rất là lâu rồi, nhưng mà lâu rồi mình cũng quên không dùng. Nên mình sẽ chỉ đánh một màu nhũ xương xương thôi nhá. Đây, mình đánh cái màu nhũ cam đồng này này. Mình sẽ đánh full bồ mắt với em này. Sau đó thì dùng cái màu nâu đậm ở dưới này, đánh vào phần mí mắt dưới. Mascara mình sẽ dùng em này. Em này là của Maybelline. Cái bộ này là bộ Alice Plus Olivia. Mình cũng đã từng review rồi. Tiếp đến mình sẽ dùng kẻ lông mày Q-Brow Pencil của Cleo. Có một bạn hỏi mình rằng là em mê chị rất là lâu rồi và mê clip của chị thôi. Đoạn này mình bỏ qua nhé, đoạn này mình đọc cho mình biết thôi. Vì tương lai em có ý định mở một kênh YouTube mà em chưa biết nên chuẩn bị gì và nên làm như thế nào. Em cảm ơn chị nhiều. Nói chung là làm YouTube á, cái mà các bạn cần phải chuẩn bị lớn nhất chính là content. Người ta gọi là content is king. Chỉ cần các bạn có content hay và hấp dẫn và khác lạ và đặc biệt thì nó sẽ rất là dễ bùng nổ. Nói chung là bây giờ thì thị trường YouTube nó cũng khá là bão hòa rồi. Những người làm đầu tiên thì họ sẽ có một cái lợi thế lớn hơn, là họ rất là dễ được đón nhận và họ có một cái sân chơi mới. Bây giờ thì kiểu mọi người làm rất là nhiều rồi và content nó rất là dễ bị trùng lặp nhau á. Thành ra là khi mà mình mới bắt đầu làm thì nó cũng sẽ khó hơn một chút xíu. Nhưng mà tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái màu, mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh, mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Thế nên là chúng mình chỉ cần chuẩn bị một cái gì để nó authentic, nó là chính bản thân mình. Và đừng làm mất đi cái màu của chính bản thân mình. Còn chuẩn bị thì rất là đơn giản, chúng mình chỉ cần có một cái máy quay, một cái máy tính để dựng. Máy quay thì chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại. Nếu như các bạn sử dụng smartphone thì mình thấy iPhone là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Bây giờ hầu như các bạn hình như ai cũng dùng iPhone đấy sao ấy. Thế nên là nếu mà có thì các bạn có thể dùng iPhone. Các bạn để ý mà xem mấy kênh kiểu ăn uống miền Tây rồi các thứ, họ toàn quay bằng kiểu điện thoại, thậm chí còn chẳng được là iPhone cơ. Nhưng content của họ hay, dân dã, nó hấp dẫn, nó gần gũi với người xem thì mọi người sẽ vẫn đón nhận nó rất là nhiều. Chỉ cần dùng những thứ mình đã sẵn có thôi. Phần mềm mình hay dựng thì mình dùng Final Cut Pro. Ngày xưa mình dùng Premiere, nhưng Premiere rất là khó dùng và rất là nặng, xuất file cũng lâu nữa. Nên bạn nào mà không dùng dựng phim chuyên nghiệp thì bạn dùng Final Cut Pro là hợp lý nhất nếu các bạn có MacBook. Khi mà các bạn muốn học dựng video thì lời khuyên của mình đấy là lên YouTube. Mình học dựng video hầu hết là trên YouTube. Còn để mà nói chuyện ở trên video lưu loát thì các bạn sẽ cần rất là nhiều thời gian để luyện tập. Ngày xưa trước khi mình làm YouTube là mình làm ở một công ty game. Mình làm review các cái app game của App Store VN đó mọi người. Hồi đấy cậy mồm mình nói nửa chữ, mình không biết phải nói gì luôn ấy. Xong một công ty phải cử một cái anh ấy đến kiểu mớm lời cho mình. Anh ấy thì thuộc dạng kiểu nói quá quen ở trên video rồi, và anh ấy phải mớm lời cho mình để mình vừa chơi game vừa nói chuyện. Thế xong rồi sau cái đợt đấy, sau cái thời gian đấy thì mình mới bắt đầu làm YouTube, mình mới học được cái cách nói. Tuy nhiên nó cũng sẽ có vấp váp, nó sẽ có lỗi, nó sẽ có cái này cái kia. Mình hồi đầu mình mới làm video mọi người cũng chê nhiều lắm chứ. Nhưng mà xong rồi dần dần mình sửa đổi, mình thay đổi dần đi. Thế là làm video nó không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 mà chúng mình có thể làm ngay được, chúng mình có thể làm tốt ngay được. Nó là cả một quá trình và mọi người nên làm đi, đừng lo lắng nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, đừng chờ chuyên nghiệp rồi mới làm, đừng chờ học hết cái này cái kia rồi mới làm. Chúng mình có thể vừa làm vừa học, vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm. Ok, sắp xong rồi mọi người ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ đánh son. Son hôm nay mình dùng là của Merzy. Màu này là màu M3 nhé mọi người. M3 nhé. Buổi sáng thỉnh thoảng phải tự trang điểm tí cho nó tươi tắn, xinh xắn. Chứ không người kiểu mình ở nhà nhiều ấy, xong rồi mình cứ bị ì ra ấy, mệt mỏi lắm mọi người ạ. Nhất là hôm nào mà xấu nữa lại càng ì. Mình mà bị cái bệnh là trông mình nhìn gương mình mà mình chán mình là mình cũng, cái mood của mình ngày hôm đấy mình chẳng muốn làm gì luôn á mọi người. Hôm nào mà xinh xắn tí thì có hứng làm nhiều thứ lắm.
Alex thì đi làm thêm rồi mọi người ạ. Nên là mình bây giờ mình sẽ dọn nhà đã. Uống thật nhiều nước nha mọi người nhá. Giờ mình đang chùi bếp mọi người ạ. Cái bếp này nó bẩn lắm, chùi hàng ngày luôn. Bọn mình phải bọc cả giấy bạc vào bếp để cho lúc nấu nó không bị bẩn ở phía dưới, chùi nó khó. Có một bạn hỏi mình là em rất hâm mộ LML Story của các anh chị. Lúc trước em cũng có một đội bạn chơi rất thân, nhưng do sau đó em đi học xa thỉnh thoảng mới về, nên giữa bọn em có khoảng cách và rất khách sáo với nhau, không còn được thân thiết như trước. Chị cho em hỏi cách nào để giữ mối quan hệ bạn bè mình khi ở xa được không ạ? Em cảm ơn. Thật ra thì mình thấy rằng là nếu mà đã đạt đến cái mức là bạn thân rồi ấy, thì cho dù mình ở xa hay ở gần thì nó cũng sẽ khó có thể thay đổi được cái điều đó. Nên nếu mà em mới đi xa có một thời gian mà đã quay trở về mà đã thấy mọi người khách sáo, thì có thể là những người đấy cũng chưa thực sự là những người bạn quá là thân thiết với em. Đôi khi nó cũng do bản thân mình một phần nữa. Muốn giữ gìn một mối quan hệ thì mình buộc phải chủ động trong cái mối quan hệ đấy. Ví dụ như là bọn chị sẽ chủ động gọi điện cho nhau thường xuyên này, tâm sự này, cái gì bọn chị cũng sẽ kể cho nhau này, có cái gì khó khăn thì cũng nói với nhau này. Có những hôm mà kiểu ngồi mấy đứa buôn chuyện với nhau mà gọi FaceTime với nhau đến tận 4-5 giờ sáng không chịu đi ngủ vì có quá nhiều thứ để nói với nhau á. Đối với chị thì những người bạn thân ấy là những người mà có thể cả tháng trời, nhiều tháng trời mình không gặp họ, nhưng đến lúc mình gặp lại họ thì giữa bọn chị hầu như vẫn chẳng có khoảng cách nào cả. Có những người mình không cần phải nói chuyện hàng ngày, mình không cần phải tâm sự ỉ ôi hàng ngày, không cần phải hỏi han, không cần phải câu nệ với nhau. Những cái nó rất là nhỏ nhặt, đời thường, nhưng mà đến lúc cần vẫn có nhau, và lúc cần khi mà gặp mặt thì vẫn là những người rất là thân thiết với nhau. Chị có những người bạn như thế đấy. Có những người mà cả năm trời chị không gặp nổi một lần luôn. Tại vì là bây giờ cuộc sống ai cũng bận ấy. Mọi người thì cũng có gia đình riêng rồi, cuộc sống riêng của riêng mình. Thế nhưng mà khi mà chị gặp lại những người bạn đấy của mình ấy, thì chị lại có một cảm giác là rất thân thuộc, và không phải ai cũng mang lại được những cái cảm giác như thế. Thì đối với chị như thế nó mới là bạn thân. Chứ còn bạn thân mà chưa gặp nhau có vài tháng mà đã xa cách thì đâu có gọi là thân, đúng không? Thế nên chúng ta cần phải đôi khi cũng phải xem lại định nghĩa về bạn thân của mình. Tưởng nấu mà nó bắn cả lên tường nữa mọi người. Bắn dầu bắn mỡ, may mà cái tường này nó kiểu nó bóng ấy, nó sơn bóng ấy, nên là lau thoải mái. Chứ còn mấy cái tường kia mà bắn vào thì ghê lắm. Với cả là trong chuyện tình bạn, để mà nói là để trả lời cho cái câu hỏi mà làm thế nào để giữ gìn được tình bạn ấy, thì theo chị, đối với chị, quan điểm cá nhân của chị thì trong chuyện bạn bè ấy, mình cứ sống hết lòng với mọi người rồi mọi người cũng sẽ lại hết lòng với mình. Còn nếu mà mình hết lòng với mọi người mà gặp phải những người tính toán, chia ly, không hết lòng vì mình, rồi sợ thiệt, rồi xấu tính với mình, thì lúc đấy mình bỏ cũng chưa muộn, coi như là mình được một bài học. Nhưng mà trong chuyện tình bạn ấy, chị không bao giờ sợ thiệt cả. Lúc nào chị cũng sẽ hết lòng với mọi người. Nếu không có người này hết lòng với mình, sẽ có những người khác hết lòng lại với mình, và sẽ có những người khác nhìn thấy cái sự cố gắng đấy của mình. Nên là không bao giờ phải lo thiệt với bất cứ ai hết. Còn những người nào mà mình cảm thấy rằng là họ không ổn để có thể tiếp tục chơi cùng, thì mình cứ thế rứt áo ra đi thôi, không việc gì phải ngại cả. Trong chuyện tình bạn hay chuyện tình yêu cũng thế, mình cứ hết mình hết lòng đi đã. Không thành, làm sai thì làm lại, không có việc gì phải ngại cả, không có gì phải lo lắng cả. Ở đời này mình cứ sống tốt, nếu không có người này đối xử tốt lại với mình, sẽ có người khác. Em chào chị nghĩ sao về hết sức trong một mối quan hệ, đặc biệt trong lứa tuổi 19-20? Cảm ơn chị nhiều. Chắc bạn hỏi câu này với mình là một bạn nữ, nên mình cũng chỉ muốn nhắc nhở một điều với các bạn nữ rằng là cho dù các bạn làm gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng con gái sẽ luôn là người thiệt hơn. Thế nên trước khi các bạn làm bất cứ một cái chuyện gì nó sẽ ảnh hưởng đến mình, thì hãy chắc chắn rằng chúng mình có đủ kiến thức và chúng mình đủ tuổi, cũng như là đã đủ trách nhiệm với những hành động của bản thân mình. Và đừng bao giờ khiến cái chuyện nhạy cảm đấy nó xảy ra vì một bên mong muốn và yêu cầu bạn phải làm điều đó. Thì cái việc đấy là việc không nên để cho nó phải xảy ra nhé mọi người. Nếu bạn chưa sẵn sàng, đừng bao giờ làm chuyện đấy. Nếu mà bạn cảm thấy mình chưa đủ kiến thức, chưa đủ hiểu biết, thì cũng đừng nên làm chuyện đó, mà hãy trang bị cho mình đủ một cái kiến thức trước đi đã. Bảo vệ bản thân mình trước đi đã,
Chứ còn nếu như các bạn để nó xảy ra một cách không mong muốn này, hoặc là nếu như các bạn không bảo vệ bản thân mình một cách an toàn này, thì đến lúc những cái hậu quả lớn nó xảy ra ấy, người chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là các bạn nữ. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì người mà phải ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất sẽ là các bạn. Thế nên chúng mình hãy chắc chắn rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân và trang bị đầy đủ kiến thức cho bản thân mình. Và phải đủ tuổi nhé. Dọn dẹp sạch sẽ rồi mọi người ạ. Vui quá. Mỗi lần mà mình dọn nhà xong là mình cảm thấy tâm trạng phơi phới, thoải mái, yêu đời. Nhà sạch thì mới có hứng. Mời mọi người ăn hoa quả nhá. Mình đang ăn cam với cả quýt. Mình phải làm bài một chút. Tại vì là hôm nay mình chưa làm bài. Quả quýt này này, mình lôi ra một quả cam với một quả quýt. Thế xong rồi mình lấy ra mình cắt đôi quả quýt ra. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Trong khi rõ ràng quýt chỉ cần bóc vỏ là xong ấy. Ngáo dã man luôn ý. Thế là thành ra như thế này. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Người ship đồ cho mình. Aha! Mọi người biết cái gì đấy không? Đây là thương hiệu tóc mới. Trà của mình về rồi mọi người ơi. Mọi người biết là mình bị nghiện uống trà rồi đúng không? Nhưng mà ấy, dạo này mình bị mất ngủ. Thành ra là mình không có dám uống trà nhiều. Nên là mình phải mua cái loại trà này. Nó gọi là caffeine free. Tức là trà không có caffeine. Nên là uống vào buổi tối nó sẽ không bị mất ngủ mọi người nhá. Nó là những cái trà. Thứ nhất là xả stress này, stress relief này, giúp chúng mình đỡ bị stress này. Cái này cũng thế này. Cái này là bedtime support a good night sleep, tức là giúp mình ngủ ngon hơn này. Đó. Cái trà này là calming. Đây, trà này là calming, giúp mình bình tĩnh. Cái này cũng là bedtime. Cái này cũng là stress support. Từ từ đã, mình mở nốt cái túi này ra. Hình như cái túi này là túi đây mọi người ơi. Đó là bộ dụng cụ để nhuộm tóc. Đấy, nó có bát để cho thuốc nhuộm tóc vào đây này. Đỏ lông chân. Đỏ lông chân là cái gì? Anh tập chứ đỏ. Chứ đỏ không có lông chân cho nên anh tập chứ đỏ không có lông chân gì. Anh tập cái gì á? À, chêm ăn. Không, này để say sinh tố thôi. Chêm ăn. Sao ăn? Ăn được không? Ăn sống được không? Như cục kem á, không biết ăn được không? Thằng này như cục kem á. Dạ. Bá rồi nha. Chị ngon, cho ăn chứ. Gì chưa tét thì cha chưa dám cho ăn. Chua. Chị nữa. Mình làm snack cho chú Alex ăn. Bữa snack của chú Alex. Tối nay mình đình công. Mình không nấu cơm mọi người ạ. Thế nên là mình bắt chú Alex cho mình ăn gà rán. Hôm nay chúng mình sẽ đi ăn gà rán nhá. Vui quá mọi người, hôm nay quần áo mình đặt ở trên giáp phun đã về rồi. Ship từ Trung Quốc qua đây luôn đấy mọi người. Tóc mình dài vãi chửi mọi người ạ. Mọi người thấy thế không? Anh thấy tóc em dài không? Dài ngoan ngoan. Trong lúc chờ đợi chú Alex đưa mình đi mua gà rán, mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của mọi người nhá. Chú Alex đừng có bật nhạc ấy nhé. Có một bạn ấy nói, bạn ấy viết rất là dài luôn. Đây, bạn viết hết một trang email như thế này để kể về chuyện là bạn ấy đại loại là bây giờ bạn vẫn thích nhớ cũ nhưng mà không dám nói. Bây giờ bạn này đang học lớp 12, yêu nhau từ cuối lớp 8 đầu lớp 9, bị gây áp lực bởi phụ huynh và giáo viên. Và chuyện của bạn ấy rất là dài nhưng mình nghĩ là mình cũng không nên đọc lên, biết đâu lại lộ ra cho bạn kia biết chết giờ đúng không?
chuyện tình cảm gà bông ấy thì nó sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp thôi. Nhưng mà có khi sau này em lên đại học rồi em sẽ không còn thích người đấy như là em tưởng tượng nữa đâu. Kể cả là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Hoặc đôi khi á, cái mà mình thích là kỷ niệm với cả cái người đó, chứ chưa chắc là mình đã, sau này mình lớn lên, mình trưởng thành, mình đã tiếp tục yêu con người đấy. Kể cả là bạn ấy có tốt đi chăng nữa, nhưng mà thực sự là khi mà mình lớn lên rồi, mình thay đổi rồi, tình cảm của mình cũng vì thế mà thay đổi theo. Nên là chị nghĩ rằng em cứ tận hưởng cuộc sống đi, đằng nào thì em cũng sắp lên đại học rồi, nên tập trung thời gian để ôn thi, để học hành. Rồi sau này em lên đại học em sẽ gặp rất nhiều người nữa, và rất nhiều người con trai khác nữa. Lúc đấy em sẽ có thể quyết định xem là liệu mình có còn thích bạn ấy nữa hay không. Tại vì thực sự chị, để mà nói thì khi mà mình lớn lên rồi, mình gặp những người trưởng thành hơn rồi thì khó để mình tiếp tục thích một cái mối tình dang dở hồi còn đi học lắm. Nhưng mà tất nhiên chuyện đấy cũng chưa chắc đã xảy ra. Nếu như đến lúc đấy thi đại học xong rồi và cảm thấy vẫn còn thích người ta thì cứ nói cho người ta biết, sợ gì nhỉ. Ừ. Chị ơi, em sắp thi cấp 3 rồi, em lo quá. Em rất muốn chia sẻ với chị và mọi người nhưng đều là những áp lực khó nói chị ạ. Chắc chị cũng hiểu phần nào vì chị cũng đã từng trải qua mà. Vậy nên chị Thỏ ơi, chị có thể nói gì giúp bọn em bớt căng thẳng được không? Hoặc chị có thể kể về thời đi học của chị được không ạ? Em cảm ơn nhiều. Mình nghĩ rằng là ai đi học với cả đi thi cũng bị căng thẳng ấy. Mình còn căng thẳng gấp 10 lần mọi người. Tâm lý của mình cực kỳ kém nha mọi người. Mình bị stress cực kỳ nặng mỗi khi sắp đến kỳ thi. Và cứ mỗi lần mà trong giờ thi á, trước khi thi là kiểu tay chân mình run lẩy bẩy, bụng mình đau, xong rồi túa mồ hôi, các thứ các kiểu. Đấy là cái mức độ căng thẳng của mình khi mà tới kỳ thi nó rất là cao. Mình rất ghét đi thi luôn đấy mọi người. Có một cái mình thích ở bên Mỹ này á, đấy là kỳ thi người ta không giới hạn thời gian quá ngắn. Như là mình hồi ở Việt Nam, người ta cho mình rất thoải mái thời gian, miễn sao là mình nhớ đủ các cái kiến thức mà người ta đã dạy là được. Thế nên là khi mà mình đi thi ở bên Mỹ này này, mình không bị stress như cái hồi mình thi ở Việt Nam nữa. Thế nên là hãy nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang trải qua một câu chuyện giống mình. Và tại sao mọi người làm được còn mình thì không? Có stress thì hãy cũng lấy đấy làm động lực mà cố gắng, chứ đừng có stress quá tôi không làm được một cái gì nữa cả. Đấy, ví dụ như chị, hồi mà chị đi thi chị bị stress đến mức mà phải ngồi để vẽ thỏ đó, vẽ nháp để cho nó tâm lý nó ổn định, nó thoải mái để mình làm được bài một cách thoải mái hơn. Thì tình cờ cái nháp đấy lại nổi tiếng, nhưng mà thực chất thì cái nháp đấy chính là một cái cách để chị giảm áp lực trong lúc thi cử. Em muốn hỏi chị một chút, em và một bạn nam có chơi với nhau từ bé và hai đứa ở gần nhà nên cũng rất thân thiết, chuyện gì cũng kể nhau nghe, tâm sự đủ điều, đi đâu cũng có nhau. Nhưng chẳng hiểu sao trong một năm trở lại đây bạn lại bắt đầu né mặt em. Khi trước gọi nhau bằng biệt danh mà hai đứa tự đặt cho nhau, giờ lại gọi bằng tôi với bạn, nó ngó lơ em suốt luôn ý ạ. Sau một thời gian suy xét em vẫn không biết mình đã làm gì sai để nó đối xử với em như thế. Chị có thể cho em một lời khuyên không? Không biết thì hỏi thẳng thôi, có gì đâu mà phải ngại. Hỏi thẳng rồi nó sẽ trả lời cho em thôi. Có khi nào bạn ấy thích nên là bạn ấy kiểu bị bối rối nên bạn ấy né tránh không? Không, không có gì đâu. Không có đúng không? Ừ. Em nghĩ là con trai một khi mà nó thích thì nó sẽ kiểu như là nó tìm đủ mọi cách để làm phiền mình ấy. Ừ. Nhá. Nếu mà giữa hai người có một cái câu chuyện gì đấy, tốt nhất là nên hỏi thẳng. Như tính chị này, chị thấy ai có bất cứ một cái gì thay đổi khác một chút, lạ một chút, thay đổi thái độ với chị một chút thôi là chị sẽ nhận ra ngay và chị sẽ hỏi bằng được thì thôi, để xem là có vấn đề gì có thể giải quyết hay không. Mà nếu người ta quyết định là không giải quyết vấn đề đấy với mình, không nói chuyện với mình nữa thì thôi, chị cũng kệ luôn. Cứ ngồi đoán già đoán non thì chẳng được cái việc gì cả. Chị thì ở ngoài, chị ở người ngoài, chị cũng chẳng biết vấn đề gì xảy ra giữa hai bọn em cả. Nên tốt nhất là em hãy hỏi người trong cuộc ấy. Không hỏi là coi như mất mối quan hệ đó luôn. Tốt nhất là trong các mối quan hệ mình nên chủ động một chút. Bản thân chị cũng thế, trong các mối quan hệ chị sẽ là đứa chủ động nhất. Chị hoặc là chị cũng sẽ gào mồm lên, thế nên là chả ai ngó lơ. Có một bạn du học sinh Canada gửi email cho mình. Bạn ấy bảo là bạn ấy là du học sinh Canada và học lớp 11. Bên này rất là cô đơn và em mới sang được 1 năm hoàn thành chương trình 11 rồi. Em không có bạn bè bên này và mới chia tay người yêu vì bạn ấy không chịu được áp lực yêu xa. Lớp 11 mà yêu xa thì cũng hơi căng đấy. Em biết là tuổi em còn nhỏ và có thể tìm được người mới nay mai, nhưng mà bây giờ cảm xúc của em bối rối quá chị ạ. Em yêu bạn ấy cũng được gần 2 năm. Gần 2 năm là yêu từ lớp 9 à? Yêu sớm thế. Cũng không phải quá dài nhưng mà em bị lụy từ việc chia tay đến áp lực du học sinh, em không biết phải làm gì. Theo chị bây giờ em nên làm nhất là gì ạ? Em rất buồn và cảm thấy hơi tuyệt vọng. Thật ra chị nghĩ là cái việc mà mình đang đi du học ấy, xong rồi ở một đất nước xa lạ, xong lại có những cái chuyện
chia tay hoặc là kiểu như là xích mích với gia đình hay người yêu á, thì nó đều gây cho mình một cái stress rất là lớn. Tại vì khác với bản thân mình khi mà mình còn ở nhà thì mình ở một đất nước xa lạ, một mình thì mình sẽ dễ tủi thân hơn rất là nhiều so với cả là khi mình còn được bao bọc bởi gia đình. Theo chị thì cái việc em nên làm bây giờ đấy là tập trung vào chăm sóc bản thân mình và tận hưởng một cái cuộc sống mới. Thực sự thì không phải ai cũng có cơ hội được đi du học. Và đi du học nó là một nơi mà em có thể trải nghiệm được rất nhiều thứ, gặp được rất nhiều người. Nó rèn cho em được một cái tâm lý khá là vững vàng. Thế nên là trong những cái lúc như thế này, biết là nó buồn đấy, biết là nó tuyệt vọng đấy, nhưng mà cái việc mình có thể làm ấy, đấy là hãy tận dụng cái thế mạnh mà mình đang được hưởng so với những người khác và phát triển nó. Chứ còn những chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Buồn thì cứ buồn, nhưng hãy nhớ rằng buồn nó không giải quyết được vấn đề. Nếu mà em có thể lấy được cái nỗi buồn của em để làm cái động lực cho bản thân mình phát triển tốt hơn thì em sẽ vượt qua nó sớm thôi. Và sau khi em vượt qua nó rồi, em gặp được những người mới rồi, em sẽ có những cái cơ hội mới. Và lúc đấy em nhìn lại cái quá khứ, chứ chắc em đã muốn tiếp tục cái quá khứ đấy đâu. Nên là không có gì phải buồn quá lâu. Mà nếu có buồn thì hãy cũng lấy đấy làm động lực để phát triển hơn nhá. Nếu không thể đủ can đảm thì thổ lộ tình cảm với người mình thích, nhưng ngày đêm vẫn nhớ về người đấy, không biết mình phải làm thế nào với mối quan hệ này. Nhiều đêm đã khóc vì không biết mình cần làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này. Bọn em là bạn của nhau được 8 năm rồi, nhưng em nhận ra là mình đã có tình cảm với bạn ý từ khi lên cấp 3. Bọn em dần lạnh nhạt và bây giờ thì như không còn mối quan hệ nào. Bọn em không nói chuyện với nhau nữa. Em đơn phương tầm 2 năm rồi, em muốn quên đi mối quan hệ này nhưng không thể. Chị tư vấn giúp em nhé. Thật ra chị nghĩ là cái việc bắt chuyện lại với một người bạn cũ thì nó sẽ dễ hơn mà là mình đi làm quen một người mới nhỉ. Thế nên là mình hoàn toàn có thể bắt chuyện lại. Mình phải trơ ra, mình phải coi như đấy vẫn là bạn của mình. Mình hỏi thăm, mình nói chuyện cứ như là không có chuyện gì xảy ra ấy. Xây dựng lại cái mối quan hệ bạn bè này. Và nếu mà em vẫn cảm thấy chắc chắn về cái tình cảm của em dành cho bạn ấy thì đến lúc đấy mình có thể tán tỉnh hay tỏ tình thì cũng chưa muộn. Nhưng mà trước hết, trước khi đến cái giai đoạn tỏ tình ấy thì phải xây dựng lại cái mối quan hệ bạn bè với người đấy đã. Nó cũng không khó khăn như mình đang tưởng tượng đâu. Tại vì mình cứ ôm nó ở trong lòng, mình suy nghĩ nhiều, xong mình không nói gì, mình không hành động, thế nên mình cảm thấy nó khó. Nhưng một khi đã bắt tay vào gỡ từng bước một thì dần dần nó cũng sẽ hết rối thôi. Nên là tốt nhất là hãy làm từng bước một, chứ còn đừng ôm hết tất cả mọi thứ ở trong lòng, xong suy nghĩ là xem làm thế nào để giải quyết được thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được cả. Còn cứ ngồi nghĩ thì sớm muộn thì người ta yêu mất người mới thôi. Đấy là chuyện rất là bình thường và rất dễ xảy ra, nhất là ở độ tuổi dậy thì. Nhờ anh nhờ. Độ tuổi mọc mụn à? Độ tuổi mọc mụn. Em hôm nay mọc hai cái mụn liền. Em dậy thì à? Em dậy thì. Dạ, yeah, dậy thì mụn à? Gà gián là ăn gà gián. Bài ca gà gián. Sợ em hát người ta, anh xấu hổ, anh đóng cửa vậy. Ờ, xấu hổ. Từ từ giờ. Bài ca gà gián. Yes, we hit inside. Alright, thank you, have a good day. Chị vẫn dịch nhé mọi người. Nhận đồ là phải lau chùi nhé mọi người. Anh chỉ biết hát mỗi một bài thôi. Hôm nọ anh lên vlog anh hát bài này rồi, bây giờ anh đổi bài đi. Hôm nọ anh hát nguyên một đoạn rồi. Anh cho anh lên vlog rồi, anh được thể hiện rồi. Anh phải thể hiện bài khác đi chứ. Ăn đã luôn mọi người, ăn đã luôn. Đến giờ tẩy trang rồi mọi người ạ. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái lớp nền hôm nay của mình. Mình make từ sáng đến bây giờ là 1 giờ sáng. Tức là mình đã make up được mười mấy tiếng rồi đó mọi người. Mình make từ buổi sáng mà. Thật sự luôn, không trôi luôn mọi người. Không trôi một tí nào luôn. Công nhận là cái cushion ở đỉnh đấy mọi người ạ. Không có tình trạng đổ dầu xảy ra nha mọi người. Ở Việt Nam chắc sẽ có tình trạng đổ dầu, nhưng mà mình nghĩ rằng là em này kiềm dầu cũng tương đối tốt. Chứ còn bình thường mình dùng cushion bình thường nó cũng sẽ hơi bóng một chút, tức là nó không đổ nhiều như ở Việt Nam, nhưng mà nó có đổ dầu. Còn em này là không thấy tình trạng đổ dầu luôn nha mọi người. Không có luôn ấy. Cái phần bóng bóng ở trên sống mũi của mình đấy là highlight nha mọi người nhá. Dầu tẩy trang mình sẽ dùng em này. Massage để cho nó tan đi hết các cái lớp make up.
Vậy là đã hết một ngày của mình rồi mọi người ạ. Hôm nay mình đã trả lời được một số các câu hỏi của mọi người, tuy nhiên thì vẫn chưa trả lời hết. Thì nhưng mà nếu mà bạn nào muốn mình tiếp tục làm những video Q&A thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới nhá. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ đi ngủ đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần tới. Xin chào tạm biệt. Bye bye.